Hãy lưu ý khi uống cà phê với người có acid lactic cao. Chọn cà phê nguyên chất. Để uống cà phê tốt cho sức khỏe, chúng ta cần phải uống cà phê nguyên chất, không phải cà phê chứa nhiều đường, sữa và kem. Nếu uống quá nhiều cà phê có hàm lượng đường, chất béo cao sẽ làm hàm lượng đường vượt quá tiêu chuẩn, tăng acid uric. Chú ý đến lượng và thời gian uống cà phê. Sau khi nghiên cứu về caffeine trong hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng tốt nhất không nên uống quá 3 ly mỗi ngày, khoảng 200ml trên ly. Các nhà khoa học thần kinh người Mỹ đã tính toán rằng thời điểm tốt nhất để uống cà phê mỗi ngày là từ 9:30 đến 11:30. Do caffeine tương tác với cortisol, một loại hormone quan trọng trong cơ thể con người và đạt trạng thái tối ưu trong thời gian này. Chất caffeine trong cà phê thực sự không thể loại bỏ mệt mỏi mà chỉ tạm thời ngăn chặn các tín hiệu mệt mỏi truyền đến não. Vì vậy, thỉnh thoảng uống một tách cà phê có thể giúp chúng ta sảng khoái, nhưng để thực sự giải tỏa mệt mỏi, nghỉ ngơi đúng lúc mới là cách tốt nhất.